Jenny xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Jenny xin mời các bạn cùng Jenny làm món bánh chuối chiên giòn gụm, thơm ngon, ngon hấp dẫn. Với cách làm thì rất là đơn giản. Làm bánh chuối chiên rất là đơn giản. Với nguyên liệu chính chính là chuối. Để pha bột chiên chuối thì ở đây mình có bột gạo, bột mì đa dụng, bột bắp và bột chiên giòn. Đường. Còn đây là phần nước để một tí nữa mình dùng để pha bột. Bột nghệ. Bột nghệ này mình có cũng được, không có cũng không sao. Và mình dùng thêm hai muỗng canh mè. Bây giờ mình sẽ đi cân bột lên nha các bạn. Mình pha bột theo công thức này với các bạn. Lúc mình chiên lên á, chuối của mình nó rất là giòn mà nó giòn lâu lắm. Nhưng mà đặc biệt á, thì cái ruột á, nó sẽ rỗng, ngon lắm các bạn. Mình sẽ cho vô đây thêm nửa muỗng cà phê muối nữa nha các bạn. Mình dùng cây đánh trứng như thế này đó các bạn. Mình trộn đều hỗn hợp bột lên. Mình vừa trộn và mình vừa đổ nước vô từ từ vào và phấy đều. Khi mình pha bột để chiên chuối đó các bạn, thì bột của mình cũng có độ loãng vừa phải thôi, nó cũng không quá lỏng và nó cũng không quá đặc nhé. Mình pha bột theo kiểu này với các bạn, chuối của mình nó sẽ phồng to và đặc biệt cái ruột thì nó rất là rỗng, giống như ở ngoài tiệm người ta bán vậy đó. Mình trộn đều bột cho tới khi mình thấy bột của mình như thế này là được nha các bạn. Mình sẽ bọc bột lại và mình để bột nghỉ khoảng 10 tới 20 phút để cho cái bột nó nở và nó sánh lại. Trong thời gian mình đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi lột chuối nha các bạn. Chuối sau khi mình đã lột xong á, thì mình sẽ đi ép chuối. Mình sẽ dùng cái bao Ziploc như thế này nè các bạn để mình ép chuối. Mình cho chuối vào cái bọc như thế này nè. Sau đó thì mình đặt lên cái mặt của thớt. Sau đó thì mình dùng cái thớt khác mình ép xuống. Mình ép nhẹ xuống thôi nha các bạn. Ép chuối hơi dẹp xuống là được. Mình đừng có ép mạnh tay quá thì chuối của mình nó sẽ dễ bị nát và mình sẽ không có chiên được. Nếu các bạn muốn bánh chuối của mình nhỏ thì các bạn cũng có thể cắt chuối ra làm hai. Nhưng mà hôm nay mình sẽ để nguyên trái mình ép luôn. Chuối của mình cũng đã ép xong rồi nè các bạn. Sau khi bột của mình đã nghỉ được 20 phút rồi nè các bạn,
mình sẽ trộn bột đều lên và bắt đầu mình cho mè vào. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên chuối. Khi mình chiên chuối á, các bạn nên cho nhiều dầu một tí nhé, để khi mình chiên chuối á, thì bánh nó sẽ phồng to và giòn hơn. Mình sẽ để cái chảo dầu cho thật nóng nha các bạn. Đây là cách mình thử dầu đủ nóng hay chưa. Thì mình sẽ dùng một chiếc đũa mình kiểm tra dầu. Nếu mình thấy chiếc đũa của mình nó sôi tim như thế này là được rồi. Khi dầu của mình đã đủ nóng rồi á, thì mình bắt đầu cho chuối vào chiên. Gấp từng miếng chuối và nhúng vào tô bột. Mình nhúng làm sao mà để cho bột nó phủ kín bề mặt của chuối. Sau đó thì mình sẽ cho chuối từ từ vào trong chảo dầu. Nếu chuối của mình nó có dính với nhau thì các bạn sẽ dùng đũa từ từ mình tách nhẹ ra nha. Bây giờ chuối của mình cũng đã phồng to ra rồi nè. Bánh chuối của mình lúc này á, thì nó cũng đã chuyển sang màu vàng nhạt rồi. Thì mình sẽ gấp chuối ra. Sau đó mình sẽ nhúng vào tô bột lần nữa. Và mình sẽ cho chuối vào nồi chiên thêm lần nữa. Mình chiên lần hai như vậy á, thì chuối của mình rất là giòn. Khi mình thấy chuối của mình nó phồng lên như vậy rồi nè, thì mình liên tục chở bề chuối nha các bạn, để chuối của mình nó được vàng đều. Mình tiếp tục chiên cho đến khi nào chuối của mình nó có màu vàng nâu là được nha các bạn. Chuối của mình cũng đã chiên xong rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp ra dĩa. Dĩa của mình nó cũng đã có lót giấy thấm dầu. Mình làm như vậy á, thì bánh của mình sẽ được giòn lâu hơn và ăn đỡ ngán nữa. Đây là bánh chuối của mình nè các bạn, nó dạng ươm luôn và rất là giòn và thơm lắm các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, mình chúc các bạn thành công với món chuối chiên này.